Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với shopmonsu.com. Đây là địa chỉ giao bán app game ở trên kênh của mình. Thì ở trên website của mình, anh em có thể tìm mua những cái tựa game mà anh em mong muốn. OMG 3Q, đấy, rất nhiều tựa game ở đây. Đa phần sẽ là OMG 3Q là khá nhiều. Tại đây thì các bạn có thể lọc game để tìm những cái app OMG 3Q mà các bạn mong muốn. Bấm vào đây sẽ có thông tin đầy đủ của chủ app để anh em có thể liên hệ và hỏi mua, giá cả đầy đủ, hình ảnh của app. Ngoài ra, nếu như anh em muốn giao bán app lên shop app của mình thì có thể liên hệ với mình bằng đường dẫn Facebook ở dưới phần mô tả video. Tất nhiên là mất phí rồi. Đó. Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Monsu đây. Ngày hôm nay thì sẽ làm một cái series gọi là highlight của Tử Kim Lữ Bố. Chắc chắn đây là con tướng mà mọi người đang chờ video highlight của nó nhất, bởi vì cái sát thương mà nó gây ra trong thời điểm hiện tại bây giờ. Mình thì cũng chỉ mong một vài cái ác tốt, đặc biệt là cái giải top liên server diễn ra thôi. Rồi ác ông này ngon thế nhờ, mẹ Lữ Bố kẹp tôn sách ạ. Thú vị thật sự. Toàn sát thương khủng khiếp của game, không biết ác này PK như nào. Nhưng mà video của ông này thì không có. Cho video của người khác. Rồi, nó sẽ vào và mình lấy con Lữ Bố làm nền thôi mà. Rồi, nó sẽ đi vào video PK ngày hôm nay nhá. À, chúng ta đến với một trận PK mà cái lượng đam à quên cái lượng tướng Tử Kim nó sẽ chênh lệch. Bên Ngụy thì chúng ta có hai Tử Kim là Trương Liêu và Tư Mã Ý, còn bên này thì chỉ có, ôi trời ơi, đóng băng luôn, bên này chỉ có Lữ Bố thôi đó. Thật ra là mình cái hôm mà mình review con Tử Kim Trương Liêu mà có một chút sai sót. Đầu tiên là cái vấn đề cường hóa nộ của nó là hút chứ không phải là chỉ trừ. Đấy, đó là cái thứ nhất. Nó hút 20 điểm chứ không phải là chỉ có trừ. Đấy, ngoài ra là cái oán cái gì nhỉ? Cái kỹ năng oán oán cái gì đấy của nó là mỗi hiệp sẽ trừ 10 điểm nộ chứ không phải là vào trận sẽ bị trừ 10 điểm. Đấy, khá nhiều sai sót trong cái dịch thuật của con Trương Liêu. Nói chung là cũng may, bởi vì sao? Mình dịch sau đó là ôi, Dinh quyến rũ luôn kìa. Mình dịch sau đó mình đăng video và anh em xem video, anh em phát hiện những cái lỗi và anh em comment, thế là chúng ta hoàn thiện cái bản dịch hơn. Thế đây là cái mình rất là chào, mình kiểu rất là kiểu dùng cái từ gì nhỉ, kiểu kiểu không biết, quên rồi, tôi tự 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 dưng nó bị quên. Team 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 Ngụy thì điểm hiện tại bây giờ thì rõ ràng mọi người sẽ thấy cái lợi thế nhất của nó sau cái bản update này là khả năng khống chế tướng rất tốt, quá tốt luôn. Cái thứ nó thiếu là sát thương thôi. Cái thứ nó thiếu duy nhất thần này nó là sát thương. Ôi ôi, Lữ Bố bị hết đóng băng rồi, chỉ cần một một phát nhảy của Lữ Bố rồi có thể mọi chuyện coi như trận đấu là kết thúc luôn đấy. Ôi ôi, đánh Tư Mã Ý ạ. Vậy Tư Mã Ý không chết. Đấy, anh em thấy cái bất lợi chưa? Cái bất lợi mà chỉ cần có một tướng bút thôi. Để tướng nó bút được. Một cái miễn thương, một cái hậu thuẫn gì đó là cái lượng sát thương nó giảm đi rất nhiều. Đội hình này hình như là thua thua bên bên này, tôi không nhớ, quên mấy triệu. Tí nữa kết thúc trận đấu chúng ta sẽ biết, nhưng mà đội hình bên team quần thì thiếu à, thua lực lực chiến thua lực chiến và rõ ràng các bạn có thấy là team Ngụy này mạnh hơn. Thứ nhất là nó có hai tử kim, thứ hai là nó sử dụng thủy kính. Đấy, thuần quần thì nó vẫn là, ôi rồi pha nhảy thứ hai ạ, lần này chắc chắn chết, nhưng mà địch mạnh lại không chết con, nó cần đam và ôi rồi hồi sinh luôn. Không sao, kích sát được là kích hoạt nội tại rồi. Nếu như nhẩm từ từ cộng 10 của Lữ Bố đổ lên qua chân, qua kim, qua ám kim, giờ đến tử kim thì số lần tấn công một hiệp của Lữ Bố nếu như được kích hoạt đầy đủ thì con số mình nghĩ là số lần tấn công nó cực kỳ nhiều, chắc phải 4-5 lần đúng không? Không, phải hơn. Đó. Đầu tiên là một lần nộ này. À, ví dụ như kiểu một lần nộ này, sau đó là nổ nội tại này là cái thứ hai này, sau đó là chết người nhảy thêm phát nữa là cái thứ ba của cộng 10 này, còn vài lần đánh nữa là ít nhất phải 4-5 lần. Đấy, 4-5 lần nhảy
Tả từ thì rất cứng ấy. Tả từ thì quá là cứng luôn. Đúng mà kiểu trâu bò đích thực của team quần luôn. Chống chịu tốt dã man. Một mình nó có thể chống cho Lữ Bố nhảy. Bài này hay. Bài này cái thiếu của nó là việc con Trần Cung trong team này là không cần thiết. Con này nên thay bằng Thủy Kính nếu như có thể. Rồi. Chắc chắn chết. Kích nội tại liên tục. Lần đam của nó lần này ảo quá. Lữ Bố lần này có lượng sát thương quá ảo. Con Lữ Linh Khởi đã là một con tướng khá là ung thư rồi. Nhưng không ngờ thằng bố nó lại còn ung thư hơn. Không biết có ông top nào định sử dụng cặp song sát này trong đội hình không? Lúc đầu ấy, chúng ta nếu như anh em xem video review của mình về con Chu Du ấy thì Chu Du cái điều kiện nổ của kích kích nổ nội tại của nó là phải kích sát được tướng đúng không? Cái đấy thì lại khá khó đối với các team Ngô. Lúc ấy mình nghĩ ngay việc sao không phối Lữ Bố với lại là Chu Du để kích hoạt nội tại. Tuy nhiên là một nghĩ một hồi thì mình cảm thấy nó cũng hơi toang bởi vì chúng ta sẽ phải chia đồ như thế nào cho nó hợp lý là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Lữ Bố nó kích 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 sát khá sớm. Lữ Bố nó mà ngang ngang cơ là nó kích sát rất là sớm luôn. Việc kích sát sớm thì khiến cho Chu Du nó chưa kịp tích được đủ tầng để nổ đam. Đó. Hơi có nhiều vấn đề trong các đội hình như vậy. Thôi xong. Nó lại giết người rồi. Đấy, kích nội nội tại thứ thứ ba trong một trận. Nội tại Lữ Bố quá nhiều luôn ấy. Toàn nội tại sát thương thôi, kiểu lúc đầu sẽ là mưa dầm thấm lâu. Châu đánh lâu cũng chết, nhưng mà sau này kể kể từ khi nó bổ sung thêm cái lượng sát thương đến từ 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 cái lần nội tại tử kim nhất kích nhất sát là thật sự là khủng khiếp. Có những cái trận định mệnh đấy, như cái trận này là hên nhá, là nó bị khóa sớm rồi, hên nữa là nó đánh vào Tư Mã Ý. Đó, có những cái trận định mệnh những Tôn Sách đứng lù lù đấy, Triệu Vân lù lù đấy vào đam phát mất hút, thế là xong, chả còn cái gì để chơi. Ông này thì đấy, các bạn cũng có thể thấy rõ ràng Tả Từ nó chả làm được cái gì. Nam Hoa thì đã chết sớm. Vấn đề là cả một trận Trương Liêu đam không thể chết được nổi con Tả Từ. Sát thương của team Ngụy thiếu quá nhiều. Khống chế nhiều quá thành thử ra bị mất sát thương. Cuối cùng lại tạo ra một cái bất lợi. Nên là tôi mới mới bảo cái meta các bạn nên anh em đầu ngô nên cứ tiếp tục nuôi Tôn Sách. Quá hợp lý, một con tướng không chế cứng có, không chế ngon có, sát thương có, châu có, mọi thứ hoàn hảo cho một con tướng. Để sao nhà phát hành lại có thể nuôi một con tướng tốt như thế? Mỗi tội là gặp Lữ Bố nhảy chẳng may chết thì thôi. Mặc dù như vậy nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ tất cả các top 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 đầu của các máy chủ bên Trung Quốc đều chưa chuyển trong quần. Đó. Cái này thì tôi cũng hơi thắc mắc. Tôi muốn xem highlight của Lữ Bố với cái lượng với cái lượng đồ của một con Lữ Bố của top đầu server thì nó lượng đam nó sẽ nhảy lên khiếp như thế nào. Rồi xong. Không thể cản. Hơn rất nhiều lợi thế luôn. Hơn từ phẩm tướng, từ lực chiến, từ tư chất tướng mà vẫn thua. Thế là team Ngụy hỏng rồi. Giờ thì còn ai cứu được nữa? Thủy Kính mất rồi. Thủy Kính mất rồi. Không ai boost. Ủa mà đam quả này đúng mà kiểu còn một con ấy. Có lúc còn một con ấy, thành thử ra sát thương lại ít. Sát thương chả khác nào AOE lần 2 cả ấy. Còn 6 con thì nó dồn một cục lại thì nghe nó có vẻ mượt hơn rất là nhiều. Chỗ này chắc là xong rồi đấy. Không không có cửa lật đâu, tuy nhiên là nó sẽ rất mất thời gian để xem đến cuối trận. Kiểu gì Trương Liễu cũng chết thôi. Lấy đâu ra cơ mà bật lại nữa. Vấn đề là chúng ta sẽ phải đợi lâu hay mình xin phép là tắt sớm nhé. Tao thứ 17 đấy, may mà tôi tắt sớm nhé, không thì anh em ngồi đợi mẹ dài cổ ra.
À, lực chiến thua thua cái này là 10 triệu đúng không? Thua 10 triệu đúng không? Đâu nhỉ? 1, 2. Không, thua 100 triệu. Thua 100 triệu lực chiến. Kém 100 triệu. Vẫn ăn. Đó. Ảo thật. Lại thêm một trận nữa. Vẫn tiếp tục là lại với team Ngụy. Mùa PK này có vẻ Ngụy với quần có cái mối liên kết gì đó với nhau hay sao nhỉ, toàn gặp nhau này. Trận này thì cũng đẹp, trận này cũng đẹp, bên này đánh trước nhưng mà Trương Liêu lại đứng trước mồm. Ôi trời ơi, đọc băng luôn. Trương Liêu lại đứng trước mồm của Lữ Bố thế này, thanh niên Lữ Bố khả năng cao lại câm nín cả trận rồi, khó sống rồi. Liêu kiểu gì nó chả cấm nộ các kiểu, thoát thế nào được. Còn trừ nộ là chắc chắn rồi, hút nộ các kiểu mệt lắm đấy, biết mà nó táp rồi đấy. Không kìa, mẹ hộ hộ có cái hộ 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 thuẫn gì sớm thế nhở. Uầy, quả ám Lữ Bố này bị đóng băng mà vẫn còn có cái gì viên đỏ đỏ nó đỏ toát ra này, nhìn chất nhở. Mỗi tội cánh hơi rách, đóng băng rồi mà vẫn kiểu nhìn như khói. Kèo này Lữ Bố bị bắt thì không nộ được sớm, không nộ sớm chứ là nghĩa là chưa giết được ai. Nhưng mà căn bản là mấy cái kèo khống chế đến từ mấy con Pokemon cũng mệt mỏi lắm, mấy con Pokemon giúp trận đấu bị lật kèo cũng dễ. Trương Liêu phải táp liên tục giết được nó cơ chứ. Tôi thấy lực cắn của Trương Liêu này là hơi yếu, làm sao giải quyết được vấn đề sát thương. Ui dồi ôi, thôi không ổn rồi, nó miễn mấy lần, nó miễn hai phát rồi không chế được, nhưng mà để nó miễn được sát thương rồi. Thôi thôi, à không. Miễn 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 cũng miễn nốt, thế thì được. Ngày xưa team quần cũng là miếng mồi khá là béo bở đối với team ngụy đấy chứ. Team ngụy cái giai đoạn mà Trương Liêu được làm chủ lực chủ chủ chốt của team này cũng khủng khiếp lắm. Tôi nhớ tầm kim thì phải, tả từ thì là chân, tả từ Nam Hoa là chân, là cũng là một trong những cái meta gọi là cay cú rồi rất nhiều game thủ. Bây giờ thì chúng ta sẽ có thêm Tôn Sách khống chế kiểu như vậy, rồi giờ đến Trương Liêu cũng có cái kiểu khống chế cả trận như vậy, rất là bực mình. Tê liệt ba con hàng sau rồi. Hay đánh tê liệt như thế này rất là thú vị, bởi vì con thủy kính nó công thường cũng có hiệu ứng, nó công thường cũng có bút nên là phải xích nó lại hết. Đấy, tê liệt các kiểu khóa cả nộ rồi thì khóa luôn cho nó nín hẳn. Rồi Lữ Bố tháo xích rồi, sẽ nhảy đam vào ai đây? À chưa chưa, nó đã nộ đâu. Đây là nội tại. Mạnh cho tưởng nó nộ rồi chứ. Mình cứ đợi nó nổ đam. Đây rồi, đây mới là nộ nè. 57. 57. 57 triệu hay 570 triệu? 57 triệu rồi bạn. 57 triệu. Đấy. Cỡ như Tư Mã Ý tanh cơ chính rồi. Cũng sắp ngấp ngoài rồi. Chấm máu rồi. Trận này để Lữ Bố nó nhảy được là có thể là rất là dễ nát, bởi vì bọn thủy kính Nam Hoa các kiểu nữa sát thương giã vào nữa là ui rồi, lại bị đóng băng rồi, lại bị đóng băng, chán thật. Ơ kìa, đóng băng một round à. Rồi Tư Mã Ý chết rồi, Tư Mã Ý chết là nát, Tư Mã Ý chết là không có ai gánh luôn. Ui Lữ Bố lại đầy nộ rồi, đúng là đời. Thôi xong, chết luôn con Tư Mã Ý. Chết luôn. À không, chưa chết. Rồi, xong con Nam Hoa. À con xong con Thủy Kính. Ok. Nhảy lên phát nữa, mất hút hàng trên. Ui, quả bạo kích ra kìa. Nội tại nữa, dập thêm phát nữa. Chưa. Không, quả ấy kích thêm nội tại là trận này đi luôn ấy. Nhưng mà sao mấy ông bên Trung Quốc ấy, đội hình tinh nguyện thích dùng con Điển Vi thế nhở? Bổ sung thêm sát thương à? Lấy thêm sát thương từ Điển Vi à? Căng nhỉ.
Điển Vi nó hơi tù các ông ạ. Thủy con Lữ Linh Khởi thì ngon mà mấy ông này nuôi thủy kính mà. Thủy kính hình như là đổi một chiều à đổi hai chiều sang Lữ Linh Khởi được mà. Sao không dùng thêm Lữ Linh Khởi đi cho nó chắc đam. Chọc phát chết luôn. Chứ này thì hơi căng nhỉ. Thứ nhất là game thời điểm hiện tại bây giờ mình nghĩ cái kháng cần thiết nhất là kháng đóng băng. Đóng băng hơi nhiều. Bọn thần thú thì vẫn chưa rõ là chúng nó là đóng băng đặc biệt hay là đóng băng thường mà chúng nó đóng băng kinh thế. Nếu cái nào kháng không team này toang rồi nát tươm đội hình rồi bên này vẫn còn phun máu. Ui, đúng thật phun máu ạ. Ôi sao mất hút kèo này lệch quá kèo này lệch quá kèo này lữ bố nổ đam ai ra vẫn còn ngấp ngoài được ạ vẫn còn ngấp ngoài được nhưng mà định mệnh quách ra thì làm được gì đâu. Công nhận là sát thương của nó dồn tốt nhỉ. Sát thương dồn mẹ không phải vào chủ lực nhưng mà cũng khủng. Kiểu như chỉ làm tướng ấy gần chết được là được rồi. Vậy là định mệnh hơn đam của đa số các tướng trong thời điểm hiện tại bây giờ. Rất ít tướng mà có thể one hit được như kiểu Lữ Bố như này. Không gần như kể cả Lữ Linh Khởi cũng không đủ sát thương để mà một trong một dao nhảy 3-4 lần mà giết chết được mục tiêu chủ lực của đối phương đúng nhá. Khó lắm. Kinh khủng. Lượng đam khủng khiếp. Ok, đó là toàn bộ cái video tổng tổng hợp một vài trận PK đến từ Lữ Bố. Hiện tại bây giờ thì top cụm của các server cũng chưa có ai chơi team quần cả. Đa phần vẫn ở Ngô và Thục. Nên là sẽ chắc là mình sẽ mong đợi sau những cái giải đấu PK để họ có thể đổi team để test. Đấy, ok, video ngày hôm nay thì mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Anh em thấy Lữ Bố như thế nào thì comment nhận xét nhé. Còn bây giờ thì xin chào lại anh em các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I.